Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự thứ hai ngày 14 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sau. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp chuyên đề tháng 11. Trải nghiệm vườn cam vàng ươm tại Cao Nguyên Mộc Châu. Phát huy vai trò của tổ chuyển đổi số cộng đồng. Diễn tập phương án chữa cháy tại nhà máy thủy điện Sơn La. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp chuyên đề lần thứ 11. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh. Tại phiên họp, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày tờ trình dự thảo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2022, kế hoạch phát triển năm 2023. Theo đó, năm 2022, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực quyết tâm của các lực lượng và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2022 đạt được những kết quả tích cực Tốc độ tăng trưởng GRDP được duy trì ở mức khá, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Công tác xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản đạt được kết quả quan trọng. Các lĩnh vực an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân được đặc biệt quan tâm. Dịch bệnh COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát. An ninh quốc phòng, đối ngoại được tăng cường. Trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Phối hợp với Trung ương Hội nông dân tổ chức thành công các chuỗi sự kiện hội nghị thủ tướng chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam và festival trái cây và sản phẩm ô cốp Việt Nam năm 2022. Tổ chức thành công lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm ký hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam Lào và đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam Lào. Tại phiên họp các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến về các nội dung như tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, kết quả thu ngân sách địa phương, kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình điện nông thôn. Thông tin chi tiết chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự tối nay. Huyện Mộc Châu đã tổ chức lễ tiếp nhận và an táng phần mộ liệt sĩ Hoàng Kim Ninh về nghĩa trang liệt sĩ trung tâm huyện. Liệt sĩ Hoàng Kim Ninh sinh năm 1947, quê quán thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, hy sinh ngày 29 tháng 2 năm 1968 tại mặt trận phía Tây. Phần mộ của đồng chí Hoàng Kim Ninh được Đảng Bộ Chính quyền Nhân dân huyện Sông Mã quản lý chăm sóc. Thể theo nguyện vọng của gia đình, phần mộ liệt sĩ đã được quy tập về nghĩa trang liệt sĩ trung tâm huyện Mộc Châu. Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, Đảng Bộ Chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Mộc Châu luôn thường xuyên đẩy mạnh phong trào, đền ơn đáp nghĩa với nhiều việc làm thiết thực để chăm sóc, chia sẻ và động viên các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, luôn quan tâm đến công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập, đón nhận các phần mộ liệt sĩ về nghĩa trang liệt sĩ huyện, thể hiện sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh vì nền độc lập tự do cho dân tộc. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Sông Mã phối hợp với các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật gắn với ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại bản Nong Phạ, xã Mường Sai, huyện Sông Mã. Nong Phạ là bản biên giới đặc biệt khó khăn của xã Mường Sai, cách trung tâm xã 10 km. Bản có 49 hộ người dân tộc Mông sinh sống với 271 nhân khẩu. Trong thời gian qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, tình hình phát triển kinh tế xã hội của bản có nhiều đổi thay tích cực. Tỷ lệ hộ có xe máy, có phương tiện nghe nhìn và sử dụng địa lưới quốc gia đều đạt từ trên 80% đến 100%. 48 trên 49 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, các hộ tại bản luôn chấp hành tốt chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước. Tại hội nghị đã tuyên truyền tới người dân các vấn đề về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, chính sách dân số và kế hóa gia đình, luật trẻ em, công tác đấu tranh phòng chống tố giác tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới, vượt biên, tuyên truyền đạo trái pháp luật, các quy định về quy chế biên giới đất liền, quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ biên giới quốc gia. Sau hội nghị, ngày hội đại đoàn kết đoàn dân tộc bản Nong Phạ cũng đã được tổ chức. Qua đó thể hiện tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc, các thôn bản có phần thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và vì nghèo nghèo. Bản Nậm Nghiệp xã Ngọc Chiến huyện Mường La đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Bản Nậm Nghiệp là địa bàn xa nhất của xã Ngọc Chiến với 131 hộ đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Thời gian qua, ban công tác mặt trận đã tích cực tuyên truyền vận động bà con nhân dân trong bản thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các phong trào thi đua, đoàn kết phát triển kinh tế thực hiện tốt quỹ ước hướng ước, nếp sống văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Hiện nay, 100% một một số hộ trong bản được sử dụng điện lưới quốc gia, được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 28%, trên 40% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Trong không khí vui tươi phấn khởi của ngày hội, bà con nhân dân đã cùng nhau ôn lại truyền thống 92 năm thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức biểu diễn, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Nhân dịp này, xã Ngọc Chiến đã trao giới chứng nhận gia đình văn hóa cho 53 hộ gia đình trong bản và tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La là nơi có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển nông nghiệp và du lịch. Đây cũng là hai lĩnh vực phát triển mạnh và mang lại nguồn thu ổn định cho người dân trên địa bàn huyện. Trong những năm gần đây, nhiều hộ dân còn mạnh dạn phát triển du lịch kết hợp nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao và làm đa dạng thêm loại hình du lịch tại khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Vườn cam của gia đình anh Hà Văn Chiến, tiểu khu 68 thị trấn nông trường Mộc Châu, mỗi ngày đón hàng trăm lượt du khách đến tham quan trải nghiệm. Anh Chiến là người đầu tiên mang giống cam rốn lồi đến trồng thành công tại nơi đây. Đây là loại cam có vỏ mỏng, không hạt, ăn ngọt lịm. Tuy nhiên ban đầu thì chưa có nhiều người biết đến. Để quảng bá sản phẩm, anh Chiến đã mạnh dạn tham gia hợp tác xã đặc sản Tây Bắc và phối hợp với công ty cổ phần du lịch Mộc Châu để hình thành tour du lịch nông nghiệp. Cái cây cam này thì nếu mà để nó khắt khe thì vẫn phải theo quy trình gọi là việt ghép. Nên là tất cả mọi cái phải theo quy định như trước là ước mơ của tôi là cũng sau này gọi là mới trồng được vài năm có quả ăn để mà thật sự rồi thì cảm thấy ngon rồi. Lý tưởng là cách đây tầm trước là 7, 7 năm trước là muốn làm mở nhà vườn để cho khách du lịch đến để tham quan với là thử cái sản phẩm này. Nên là bây giờ là ấp ủ là bây giờ là hiện tại bây giờ là thành công rồi tâm huyết của người chủ vườn cần mẫn đã được đền đáp khi có ngày càng đông du khách đến check in. Cam được chăm sóc đúng quy trình nông nghiệp tốt nên đến đây du khách có thể trải nghiệm hóa thân thành người nông dân hái cam và thưởng thức những trái tươi ngon ngay tại vườn. Tôi đến Mộc Châu là lần này là đầu tiên thì được con trai giới thiệu bởi vì năm ngoái là con trai lên đây rồi và rất là thích về khoe mẹ thì là năm nay là con đưa mình tôi lên đây thì là khi bước chân vào đây thì tôi thấy tức như là cái khí hậu ở đây rất là tốt và cái vườn cam thì sai quả mà quả nào cũng mà mọng vỏ ấy. Đến những vườn cam chịu cảnh, hòa mình cùng thiên nhiên, du khách vừa được nghỉ ngơi, thư giãn lại có bức ảnh tuyệt đẹp trong chuyến du lịch của mình. Tuy nhiên, có một lưu ý là mùa cam ở Mộc Châu chỉ chín vàng trong khoảng từ 2 đến 3 tuần. Huyện Thuận Châu có diện tích rừng tự nhiên lớn với trên 68.800 ha. Những năm qua, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại huyện đã phát huy hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác quản lý và bảo vệ rừng, nâng độ che phủ rừng, tạo sinh kế giúp người dân có thêm việc làm, tăng thu nhập, góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đến thời điểm này đã thanh toán hơn 20,8 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2022 cho 3.154 chủ rừng với diện tích được chi trả là hơn 46.433 ha, giúp tiết kiệm được thời gian nhân lực chi phí, đảm bảo khoa học hiệu quả, đồng bộ chính xác cao, đáp ứng yêu cầu về thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trong tình hình mới. Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng còn góp phần tăng thêm thu nhập, cải thiện sinh kế và giúp người dân gắn bó với rừng với nguồn kinh phí từ chi trả dịch vụ môi trường rừng nhiều cộng đồng thôn bản đã xây dựng thành công nhiều mô hình phát triển sinh kế các công trình phúc lợi góp phần giải quyết việc làm nâng cao thu nhập cho hàng nghìn hộ gia đình xây dựng được quỹ chung sử dụng vào hoạt động hỗ trợ tổ tuần tra bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng xây dựng nhiều hạng mục phục vụ dân sinh đầu tư xây dựng sửa chữa cơ sở tầng góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới Sau hơn 10 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay tỉnh Sơn La đã có 72 trên 188 xã hoàn thành tiêu chí về giao thông, qua đó góp phần cải thiện diện mạo nông thôn, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Để làm rõ hơn về những giải pháp trong thời gian tới, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Chính, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sơn La. Mời quý vị cùng theo dõi. Trước hết xin trân trọng cảm ơn ông đã tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, tỉnh Sơn La đã ban hành bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Xin ông cho biết một số điểm mới của bộ tiêu chí này so với giai đoạn trước. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, thì đối với bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới này thì cũng có nhiều điểm đổi mới và nhiều điểm là khác so với giai đoạn trước. Đặc biệt là đòi hỏi cái tiêu chí về giao thông cũng đã nâng cao hơn so với cái giai đoạn trước. Để đảm bảo nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng, công tác quản lý bảo trì đường giao thông nông thôn cũng được đưa vào là một trong những cái tiêu chí. Đặc biệt với nghị định 27 năm 2022 thì cho phép cái cơ chế huy động các cái nguồn vốn để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia. Đây thì là một trong những cái cơ chế mà linh hoạt giúp sử dụng hiệu quả các cái nguồn vốn để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh cũng như là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thưa ông, tỉnh Sơn La phần đầu đến năm 2025 có 83 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Xin ông cho biết những nhiệm vụ trọng tâm sẽ được ngành triển khai trong giai đoạn tới. Ngành giao thông vận tải sẽ tiếp tục tham mưu đối với ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp uh chính quyền để thực hiện các cái chính sách về phát triển giao thông nông thôn. Ở đây trọng tâm là cái việc tuyên truyền vận động nhân dân để cùng tham gia đóng góp vào trong quá trình xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn cũng như là cái công tác quản lý bảo trì hệ thống giao thông nông thôn. Rồi tập trung quyết liệt trong công tác về tham mưu chỉ đạo điều hành sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí nhất là cái công tác nồng ghép các cái nguồn vốn để mà thực hiện uh, các cái chương trình dự án trọng điểm trong xây dựng uh, nông nông thôn mới. Uh, xin chân trọng cảm ơn ông đã tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi ngày hôm nay. Mới được thành lập các tổ Covid 19 cộng đồng đã từng bước đi vào hoạt động có hiệu quả nhất là vào thời điểm dịch Covid 19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh. Với phương châm đi từng nhà, ra từng đối tượng để tuyên truyền vận động thì nay mô hình cũng đang được áp dụng đối với hoạt động chuyển đổi số của tỉnh. Các tổ chuyển đổi số trong cộng đồng hiện nay đã và đang cho thấy những hiệu quả tích cực trong việc nâng cao kỹ năng số cho người dân. Theo số liệu thống kê đến nay trên địa bàn tỉnh đã thí điểm thành lập được hơn 1.400 tổ chuyển đổi số cộng đồng với 9.000 thành viên tham gia. Mô hình chuyển đổi số cộng đồng là bước đi hiệu quả để người dân được tiếp cận với dịch vụ số, từ đó đẩy mạnh chuyển đổi số để làm lợi thiết thực cho người dân phát triển chuyển đổi số trên địa bàn. Tổ chuyển đổi số cộng đồng có nhiệm vụ là cầu nối của chính quyền địa phương để thông tin tuyên truyền các chủ trương chính sách của đảng nhà nước về công tác chuyển đổi số đến nhân dân, trực tiếp hỗ trợ hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh, thương mại điện tử, dịch vụ hành chính công, tham gia thực hiện chuyển đổi số trong từng lĩnh vực của đời sống, từ đó cùng chính quyền xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số tại các thôn bản tiểu khu, tổ dân phố. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phù hợp với các cơ quan trực tiếp bồi dưỡng tập huấn, chuyển giao sử dụng cho tổ chuyển đổi số cộng đồng các bước cài đặt, hướng dẫn sử dụng nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số cho người dân, hướng dẫn hỗ trợ ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã khai thác các phần mềm, ứng dụng dùng chung của tỉnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến, các ứng dụng dùng chung của tỉnh. Những năm qua, bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La đã tập trung nâng cao chất lượng chuyên môn và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong khám chữa bệnh nhằm chuyên nghiệp hóa dịch vụ y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Bệnh viện luôn tổ chức tốt công tác khám, cấp cứu, chăm sóc người bệnh, đi đôi với đẩy mạnh, đổi mới, phong cách, thái độ, phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, tổ chức tiếp dân, khảo sát sự hài lòng của người bệnh. Qua đó đã lắng nghe và tiếp thu các ý kiến đóng góp của bệnh nhân và thân nhân người bệnh, kịp thời khắc phục và sửa chữa những mặt còn hạn chế. Bên cạnh đó, bệnh viện đã đầu tư nhiều trang thiết bị y tế, kỹ thuật cao, đáp ứng công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn, với quy mô bệnh viện 500 giường bệnh, như hệ thống thận nhân tạo, lọc máu liên tục, hzf online, hệ thống phẫu thuật nội soi, tán sỏi niệu quản ngược dòng bằng laser, hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla, máy x quang kỹ thuật số, máy siêu âm màu 4D. Các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt, đặc biệt là các chỉ tiêu về khám bệnh, chỉ tiêu thu dung bệnh nhân, điều trị nội trú, các chỉ tiêu cận lâm sàng, thăm dò chức năng. 10 tháng năm 2022, Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh đã khám cho trên 141.000 lượt bệnh nhân. Đạt gần 70% kế hoạch năm, trong đó có trên 25.600 bệnh nhân điều trị nội trú. Tôi thì từ lâu rồi tôi đến bệnh viện này thì là à, thấy là bệnh viện đã có những cái bước phá chuyển chuyển đổi cũng như là cái thái độ phục vụ là tận tình và nhiệt tình hơn trước nhiều thời gian tới bệnh viện đa khoa tỉnh tiếp tục củng cố tác phong lề lối làm việc phong cách ứng xử tinh thần thái độ phục vụ tiếp tục thực hiện tư vấn khám chữa bệnh từ xa với bệnh viện bạch mai bệnh viện ca trung ương bệnh viện việt đức bệnh viện tim hà nội góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân Dịch bệnh COVID-19 đang được kiểm soát tốt, cuộc sống của người dân trở về trạng thái bình thường mới và thích nghi về khôi phục và phát triển kinh tế. Vì vậy, các hoạt động giao thương, buôn bán và thăm thân tại khu vực cửa khẩu biên giới cũng trở nên nhộn nhịp. Điều này dẫn đến tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, vi phạm luật xuất nhập cảnh. Ghi nhận tại cửa khẩu Triền Khương, huyện Sông Mã. Lợi dụng việc các cửa khẩu tiếp giáp với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào mở cửa trở lại, các đối tượng tội phạm về ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại hoạt động gây khó khăn cho các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ. Trước tình hình trên, bên cạnh việc hỗ trợ tối đa cho công dân, doanh nghiệp với chủ trương thông thoáng thuận lợi, đồn biên phòng cửa khẩu Trường Khương đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tổ chức đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, hoạt động xuất nhập cảnh trái phép. Trong thời gian tới, đồn biên phòng cửa khẩu Trường Khương phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng thường xuyên chủ động lắm chắc tình hình địa bàn phân tích đánh giá dự báo tình hình kịp thời đưa ra chủ trương đường lối xử lý các tình huống không để bị động bất ngờ trong phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm về ma túy nhất là tại các khu vực trọng điểm giải quyết kịp thời có hiệu quả các vụ việc xảy ra ở khu vực biên giới theo đúng quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại trạm kiểm soát, các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân, quần chúng nhân dân không vi phạm pháp luật, tích cực tố giác tội phạm, không tham gia bao che tiếp tay cho hoạt động buôn lậu gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua lại biên giới. Ủy ban nhân dân huyện Thuận Châu vừa khen thưởng đột xuất cho cán bộ chiến sĩ công an huyện đã có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn. Theo đó, thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đấu tranh chấn áp tội phạm ma túy, hồi 21 giờ ngày mùng 10 tháng 11, công an huyện Thuận Châu đã bắt quả tăng đối tượng và dị của và Vư Thị Mai đang có hành vi mua bán trái chế phép chất ma túy tại tiểu khu 2 thị trấn Thuận Châu. Tăng vật thu giữ là hai bánh heroin, Lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện Tuần Châu đã trao 18 giấy khen cho 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trong thời gian vừa qua, đồng thời đề nghị công an huyện tiếp tục tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần giảm thiểu các loại tội phạm trên địa bàn huyện, đảm bảo an ninh trật tự, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực thủy điện Sơn La vừa phối hợp với công ty thủy điện Sơn La tổ chức thực tập định kỳ chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại nhà máy thủy điện Sơn La. Buổi diễn tập với sự tham gia của hơn 70 cán bộ công nhân viên công ty Thủy điện Sơn La và 20 cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Thủy điện Sơn La. Với tình huống giả định, do sơ suất của nhân viên sau khi tan ca ra về đã quên không kiểm tra và tắt hết các thiết bị điện kèm theo quá trình sử dụng lâu ngày không bảo dưỡng thiết bị điện dẫn đến sinh nhiệt gây cháy các kiện hàng đang tập kết tại cổng vào kho B4, khuôn viên nhà máy Thủy điện Sơn La sau khi xảy ra cháy lãnh đạo công ty thủy điện sơn la đã chỉ huy lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở chuyên ngành triển khai các hoạt động chữa cháy xử lý sự cố cháy nổ cứu nạn ban đầu và gọi cho đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực thủy điện sơn la phối hợp chữa cháy việc triển khai diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là hoạt động thường niên nhằm chủ động bảo vệ tính mạng và tài sản của công ty thủy điện sơn la đồng thời nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy cho cán bộ công nhân viên tại nhà máy lực lượng đội phòng cháy chữa cháy cơ sở kịp thời phát hiện và xử lý hiệu quả các sự cố cháy nổ xảy ra, nâng cao khả năng và sự phối hợp giữa lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp với lực lượng chữa cháy cơ sở trong việc tổ chức chỉ huy chữa cháy tại cơ sở, nhất là tại công trình cấp quốc gia này. Chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.